Chào tất cả các bạn. Trong bài tiếp theo trong hướng dẫn sử dụng phần mềm Photoshop Studio, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm các slider video đơn giản mà đẹp bằng các slider có sẵn trong ứng dụng Photoshop Studio. Như bài 1, mình đã hướng dẫn các bạn về giao diện cũng như các cách bố trí các tệp để mình làm việc. Vì vậy, thường thường khi mình làm một việc, một dự án làm việc, bạn nên lưu vào một file. Chẳng hạn như bạn làm video về sinh nhật thì các bạn nên viết tập trung vào một cái file đấy, tên là sinh nhật, tên của ai đấy. Sau bạn đưa hết các file ảnh mà mình cần để mình làm cho một cái slider đấy vào file đấy. Thì mình sẽ, khi mình click vào một file đấy thì ảnh nó sẽ tập trung hết ở xuống ở dưới cái phần file list này. Chẳng hạn như mình lưu những ảnh cần làm của mình vào thu một gốc của OD thì mình kích vào nó sẽ ra luôn loạt ảnh này. Nếu như các bạn lưu một cái file nào đấy, các bạn chỉ cần kích vào thì nó cũng sẽ ra luôn những cái hình ảnh đây. Thì mình sẽ làm nó rất tiện hơn. Để bắt đầu làm việc, bây giờ mình sẽ đưa hình ảnh xuống dưới. Cũng như đã nói với các bạn, có hai cách. Một cách mình kéo hình ảnh xuống dưới, cả thả xuống slider 1. Các bạn chú ý ở slider 1 này, nó sẽ có hình số 1, nghĩa là slider đầu tiên. AB đây là cái mục để chuyển cảnh. Ta thấy 3.0, nghĩa là 3 giây. Ở đây cũng có 3 giây cho việc chạy slider, thì tùy thuộc vào nội dung của các bạn muốn. Các bạn muốn ảnh nó chạy nhanh hay là chạy chậm hay là thế nào thì các bạn sẽ chọn cho slider đấy phù hợp. Thì sau đấy để add một slider, add một style vào slider vào này cho nó chạy đẹp, thì chúng ta sẽ kích đúp vào cái phần slider này. Thì từ lập tức Photoshop Studio sẽ mở ra cho các bạn một bảng slider, slide style. Các bạn chú ý của mình, ở đây nó sẽ có các style của mình. Ở đây các bạn chú ý ở bên cột này, slider style này, nó sẽ có all category gồm 458 các slide, các slider style có sẵn của Photoshop Studio. Thì các bạn sẽ chọn tất cả thì nó sẽ hiện lên tất cả này cho mình ở bảng bên này để mình chọn. Còn các bạn có thể chọn vào tùy từng mục như Favorite, Basic, rồi Camera Flash Effect, thì nó sẽ tùy thuộc vào nội dung của các bạn cần sử dụng và các bạn thích như thế nào thì các bạn sẽ áp dụng cho ứng dụng của mình, cho các style của mình cũng như Monation 3D này, thì các bạn sẽ làm cái đấy cho áp dụng cho hình ảnh của mình. Ở đây sẽ là bảng xem trước của mình. Các bạn chú ý cho mình, các bạn sẽ nhìn ở bảng bên này thì các bạn sẽ thấy một layer có nghĩa là sẽ sử dụng một hình ảnh, còn có những cái sẽ sử dụng đến hai hình ảnh. Thì các bạn cứ kéo xuống thì các bạn sẽ thấy, chẳng hạn nếu bạn vào mục all category thì bạn sẽ thấy ở đây các style này đều có một hình ảnh này. Các bạn chú ý này, một hình ảnh thì các bạn sẽ thấy có một, nhưng các bạn dưới đây các bạn sẽ thấy này, có ba hình ảnh này, có hai hình ảnh này. Có nghĩa là khi các bạn chọn vào cái style đấy thì các bạn sẽ phải thêm các hình ảnh vào ở mục bên này, nó sẽ hiện ra cho các bạn có thêm để các bạn add thêm hình ảnh vào để cho nó chuyển động đẹp. Thì các style đấy mình sẽ hướng dẫn các bạn sau, còn bây giờ mình hướng dẫn các bạn làm đơn giản với các style đơn giản trước. Thứ nhất, bây giờ mình chọn vào mục 3D cho nó có hình ảnh đẹp đi. Sau đấy mình quay sang đây, mình sẽ thử. Các bạn cứ chọn vào một style bất kỳ đây, các bạn sẽ thấy mẫu ở trên này nó chuyển động cho mình. Ở đây mình đang để mặc định là 3 giây đúng không? Nếu các bạn có thể cài thêm lên 5, 6, 10 giây cũng được. Thì thường thường 3 giây là tốc độ chuyển đẹp nhất, nghĩa là nó vừa hợp lý mà nó vừa đẹp. Thì các bạn nên để mặc định, còn không các bạn có thể tăng thời gian lên cũng được. Đấy là tùy nhu cầu sử dụng của mình. Như chẳng hạn như nội dung vui vẻ thì mình để 3 giây nhanh, nhưng nội dung mà nó chậm chậm, nó chậm xuống thì mình có thể giảm, tăng số giây lên để cho cái style của mình nó chạy chậm chậm, nó tạo cảm giác phù hợp với âm nhạc. Thì mình sẽ tùy theo nhu cầu sử dụng của mình. Ở đây chẳng hạn mình chuyển một cái style khác lập tức đấy, các bạn sẽ thấy giao diện chạy rất đẹp mắt đúng không? Ở đây chỉ là những style mặc định, còn khi các bạn làm chuyên nghiệp hơn thì các bạn sẽ tải và add thêm những style ở trên mạng của rất nhiều người thiết kế nó rất đẹp, mà mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn vào một bài chuyên sâu sau. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng làm những cái style đơn giản. Ở đây chẳng hạn khi mình ưng một cái style này, mình sẽ chọn cái style này thì mình sẽ nhấn vào app, mình sẽ nhấn vào apply style. Đấy, sau trên đây hiện ra cái bảng này, mình chọn ok. Rồi tức cái style này nó được áp dụng. Các bạn sẽ chú ý bên này của mình này. Mình sẽ thấy mình sẽ có ở phần add bên này này, mình sẽ có chỉ cần một ảnh thôi nhưng mà nó sẽ chạy nhiều. Nó gồm cái khung này, khung bóng mờ này, rồi hình ảnh 1 này, hình ảnh 2 này, hình ảnh 3, hình ảnh 4, hình ảnh 5. Nghĩa không phải là hình ảnh 5 mà nghĩa là nó sẽ chia ra làm 6 cái chuyển động
và mỗi chuyển động nó sẽ theo thứ tự. Nếu các bạn thích chuyển động nào thì các bạn giữ lại, còn các bạn không thích thì các bạn tắt các chuyển động khác bằng các bạn ấn vào con mắt này. Nhưng mà thường thường mình nên để theo những style này thì nó sẽ chuyển động đẹp hơn. Đấy, các bạn chú ý, nó nói chung nó sẽ, mình sẽ chỉnh sửa bên này thôi. Ở đây nó có cả add thêm nhạc hay là màu sắc của background nữa thì mình sẽ chỉnh sửa được. Thì các bạn cứ kích vào nó thôi. Còn tạm thời thì mình cứ dùng mặc định thế này, nó mình cũng thấy nó khá đẹp rồi. Khi các bạn đã ưng ý với style của mình thì các bạn sẽ kích vào nút OK. Đấy. Và tức ra đây các bạn đã có một style cho nó để luôn cả nội dung của style cho bạn đây. Số lượng dây là 3 đây. Thì các bạn có thể thay đổi số lượng dây nó tăng lên, mà các bạn kích vào đây. Đấy, bạn thấy lên, nó sẽ đổi thành 6 dây chẳng hạn. Mình kích số 6 vào, sau mình chuyển chuột ra ngoài. Lập tức ở đây nó sẽ ra 6 dây thì nó sẽ chạy chậm hơn. Các bạn nhìn mình play thử nhá. Đây. Đấy, nó sẽ chạy tốc độ chậm hơn lúc nãy đúng không? Mình đã thấy nó chậm, và ở đây nó sẽ chuyển thành 9 dây vì có cả 3 dây chuyển cảnh nữa. Thì các bạn, mình sẽ dừng lại này, mình sẽ quay lại 3 giây này. Đấy, mình sẽ quay lại 3 giây. Đây các bạn sẽ thấy nó sẽ chạy nhanh hơn này. Đấy, chuyển động rất nhanh đúng không? Đấy. Đây là một cái style của nó, đây các bạn nhá. Rồi, các bạn sẽ thấy đến mục tiếp theo là mục chuyển cảnh, mục của chuyển cảnh của các slider với nhau. Thì ở đây nó có nút AB đây, nghĩa là nó sẽ chuyển cảnh từ slider 1 sang slider 2. Thì mình sẽ chọn cái này để nó chuyển cho đẹp thường thường, mặc định là 3 giây. Thì cái này mình không nên đổi, vì cái chuyển cảnh này 3 giây là nó phù hợp nhất rồi. Mình nếu mình đổi chậm hoặc nó quá nhanh thì nó sẽ không đẹp. Thì các bạn cũng kích đúp vào cái phần AB này để mở ra cái bảng chuyển cảnh này. Vậy gọi là transition này. Thì các bạn sẽ thêm transition vào cho mình có thể di chuyển lên để mình dễ nhìn này. Thì các bạn sẽ thêm transition cho các slider chuyển lẫn nhau. Thì ở đây các bạn cũng có all category, nghĩa là có tất cả các thư mục nó sẽ hiện lên để bạn chọn cách chuyển cảnh của mình mong muốn. Còn nếu không thì các bạn có thể chọn thêm mục mình thích như basic đơn giản này, hoặc là pattern này, monotone 3D này đấy. Thì có những nội dung mà các bạn ưa thích, hoặc là các bạn chọn thêm này, to spare này. Cái này các bạn cũng có thể add thêm được cái transition này trên mạng. Nhưng mà trước tiên thì mình cứ làm những cái đơn giản thôi, mình thấy cũng khá đẹp rồi. Sau này khi đi chuyên sâu hơn thì mình sẽ add thêm những cái này vào và nó sẽ rất là chuyên nghiệp. Các bạn chú ý, các bạn đi xem trước này, các bạn sẽ kích vào cái transition này, các bạn thấy nó sẽ chạy đấy, các bạn thấy chưa, nó đang chuyển cảnh này. Các bạn sẽ kích vào đến khi nào các bạn ưng cái transition của mình. Đây, nó có hình nhỏ ở trên góc đây, các bạn chú ý này, hơi nhỏ một chút các bạn để ý. Và các bạn sẽ kích vào tiếp này, chẳng hạn như cái mục này đấy, blue nó sẽ làm nhòe ra, nó chuyển sang cảnh khác này, hoặc là nó sẽ dạng như dạng chạy cảnh này đấy. Và nó có dạng camera flash là nó xóa tỏa sáng này. Nó rất nhiều các transition đẹp cho các bạn chọn, để mình chọn lựa cho những cái chuyển cảnh của mình. Đây, mình chọn đơn giản như cái này đi, cái bụi bay này. Thì mình chọn xong mình cũng apply xong đấy, bạn thấy chưa, nó sẽ thay đổi ngay so với mặc định là chữ AB, thì nó sẽ chuyển thành một cái transition của mình. Giờ mình play thử cho các bạn xem nhé. Đấy, các bạn sẽ thấy đầu tiên là slider này, slider chạy sau đến lúc chuyển cảnh này. Rồi đây, và tiếp tục mình thêm một hình ảnh nữa, mình sẽ đưa hình ảnh này xuống tiếp, đưa hình ảnh xuống slider thứ hai đấy. Xong là slider thứ hai mình lại thấy này, tự động nó mặc định cho cái chuyển cảnh là giống slider 1, nhưng cái transition nó tự động nó áp dụng như cái transition của slider 1, nhưng cái slider 2 thì nó sẽ mặc định của bạn. Mặc định ví dụ như cái slider 1 bạn cài 6 giây mà khi chuyển sang slider 2 thì nó cũng sẽ mặc định 6 giây, nhưng ở đây mình để 3 giây thì nó cũng sẽ là 3 giây. Còn các slider style thì nó chưa có thì mình lại kích đúp vào đấy, để mình mở bảng slider ra, slider style ra để mình chọn đấy. Tiếp tục mình lại kéo xuống cái mục mình ưa thích thôi, và sau mình lại lựa chọn một cái mẫu hợp cho hình ảnh mà mình cần dùng đấy, mình thấy đẹp. Các bạn cứ kéo thoải mái và các bạn chọn, nó sẽ có bản chạy thử cho mình xem. Đây đây, các bạn thấy đấy, hình ảnh nó được chuyển động rồi, hình ảnh này chẳng hạn đây, các bạn thấy cách lật khác nhau rồi, cách chuyển cảnh này đấy, đấy các bạn thấy rồi. Đấy, mình cứ chọn vào để cho mình ở đây, chẳng hạn như cái slider này đây, thì mình khi mình thích rồi thì mình lại cũng tiếp tục mình apply style. OK, sau đấy OK một lần nữa đấy. Và mình chú ý nhắc lại các bạn tiếp là khi mình chọn, mình apply một slider style vào, thì ở bảng bên này là bảng chỉnh sửa, các bạn chú ý cho mình. Ở mục này mình có thể add thêm này, mình có thể tắt bớt những cái mình không thích này. Nhưng thường thường để thế này, mình nên để mặc định cho nó thì nó sẽ đẹp hơn. Ở trên này nó có background color, có nghĩa là bạn có thể thay đổi background cho nó. Đây,
bánh dao đây, các bạn có thể chọn và thay đổi cho nó. Để mình thay đổi cho bánh dao đây, Split Color đây, các bạn có thể thay đổi bánh dao tùy theo mục đích và màu sắc của mình có thể chọn một màu, xong mình apply màu xanh, màu đỏ gì đấy. Bạn apply thì nó sẽ ra. Thực ra những cái bánh dao khi mà nó là bánh dao solid hoặc là một cái bánh dao nào đấy, nó không thể hiện ra ngoài nhiều lắm, nó chỉ là một cái nền thôi, thì có thể nó không rõ được, hoặc là nó tùy thuộc đấy. Hoặc image đây, mình có thể lấy image vào, mình bằng cách mình borrow vào đây, mình có thể lấy thêm một mặc định cho một cái hình ảnh nó vào nữa đấy. Mình sẽ select image này, thì các bạn sẽ vào thư mục này, các bạn lấy một hình ảnh, chẳng hạn hình ảnh nền này vào đi, open đi đấy, các bạn sẽ thấy nó sẽ có một cái hình nền thay thế cho cái background mặc định nó. Thì khi mình làm như vậy thì mình sẽ thay đổi được đấy. Các bạn sẽ thấy background của mình lúc nãy đơn giản nó chỉ là một cái nền màu nhạt nhạt, nhưng bây giờ nó đã thay đổi là hình ảnh này vào đấy. Thì mình cũng vậy thôi, như thế slider soon này mình có thể áp dụng nhạc cho nó bằng cách mình browse, mình lấy một bản nhạc mình thêm vào. Và các bạn bản nhạc thì các bạn nên chọn phù hợp trước cho cái đoạn này, vì khi mình áp vào ví dụ bản nhạc quá dài thì nó sẽ kéo dài cái slider ra, thì nó sẽ làm mất độ đẹp đây. Thì mình sẽ áp dụng từng bản nhạc. Hoặc khi làm cái video này thì mình nên làm một slider xong mà mình áp dụng nhạc cho tất cả các đoạn slider đấy, hoặc từng đoạn slider slide show, chứ mình không nên áp dụng cho từng một slider một, thì nó sẽ rất tốn thời gian và rất khó edit và nhạc nó sẽ không khớp được. Thì cũng cứ như vậy thôi, thì mình sẽ sửa thay đổi hoặc mình sẽ chỉnh sửa cho từng cái mà mình cần đây, mình tắt mình thêm đấy, hoặc là mình làm thế nào cho nó phù hợp. Thì các bạn có hết ở trong này, mình cứ chọn một mục mình cần thôi, mình chọn một, mình quay lại slider setting này, mình có thể cài này, thời gian này, slider time này, 3 giây 3 giây này, tất cả có này, transition cũng 3 giây này, các bạn cứ đổi ngay ở đây được, hoặc các bạn quay ra đây các bạn đổi ở đây, có quan tâm mắc này, rồi transition này là cái gì này, rồi tất cả mọi thứ ở đây bạn có thể vào, mình có thể làm được cho nó đấy. Slider đấy, quay lại cái bảng slider mình sử dụng đây, thì mình nhấn vào phần slider style đây, thì nó sẽ ra slider setting, là mình sẽ cài đặt về thời gian, cài đặt về kiểu background, mình sẽ thêm, mình thay background soon là nghĩa là mình siêu nhạc cho cái đoạn, cho cái style đấy. Ở dưới này là cái style mình áp dụng nó có những cái gì và nó chạy hiệu ứng bao nhiêu, mình có thể tắt bớt đi hiệu ứng, thêm hiệu ứng bằng cách vào con mắt này. Thì đấy là tùy, nhưng theo mình nên để mặc định, vì mình can thiệp nhiều vào nó sẽ xấu. Bản thân mặc định các slider này nó chạy rất đẹp rồi. Sau khi xong thì các bạn lại tiếp tục ok. Đấy, các bạn sẽ thấy slider của mình đã được áp dụng vào rồi. Tiếp tục đến cái phần này mình lại đổi, thì mình cứ đúp vào thôi. Đấy, các bạn ra mình sẽ đổi cho nó một cái hiệu ứng khác cho nó đẹp hơn đi. Đấy, mình sẽ thích hiệu ứng này đi. Thì mình apply cho nó. Các bạn vẫn có thể xem trước ở trên góc mà thấy chưa, nó sẽ thay đổi. Bây giờ mình sẽ chạy thử từ đầu cho các bạn xem nhé. Đấy, các bạn thấy slide 1 chuyển slider 2 đấy, hình ảnh rất đẹp đúng không các bạn? Các bạn thấy hình ảnh này mình đã thay thế này. Rồi, ok, đấy. Cơ bản nó là như vậy, và mình vẫn tiếp tục mình thêm các slider vào cho đến khi nào mình ưng ý số lượng thời gian. Và các bạn chú ý cho mình, các bạn phải cân đối thật rõ ràng cho nó phù hợp. Ví dụ như khi các bạn làm một slider về một video cho một bài hát sinh nhật tặng cho một người bạn, thì các bạn phải cân đối rằng đoạn nhạc sinh nhật các bạn sử dụng đấy nó dài bao nhiêu phút. Ví dụ như đoạn nhạc sinh nhật của bài hát đấy nó dài đến 5 phút thì nó hơi quá dài, thì các bạn chỉ lấy đoạn điệp khúc khoảng tầm 1 phút cho đến 1 phút rưỡi. Thì các bạn tính 1 phút rưỡi nó là tầm 90 giây. 90 giây thì các bạn cân đối rằng 90 giây sẽ gồm 6, gồm bao nhiêu slider, bao nhiêu slider style và bao nhiêu transition. Một transition mình sẽ để mặc định là 3 giây, và một slider style mình đấy là 3 giây, thì nghĩa là 6 giây cho một transition và một slide style. Có nghĩa là mình sẽ phải cần 15 hình ảnh để mình làm được một, cho một clip 1 phút rưỡi cho đoạn nhạc đấy. Thì khi các bạn sử dụng 15 hình ảnh đấy vào thì các bạn sẽ có được một video dài 1 phút rưỡi đủ khớp với đoạn nhạc. Thì sau cái đấy mình đưa đoạn nhạc vào thì nó sẽ phù hợp luôn và nó sẽ rất đẹp, nó chạy hình ảnh và nó sẽ thể hiện. Tiếp tục cái slider 3 này mình cũng sẽ tìm một slider cho nó bằng cách mình chọn một slider bất kỳ nào đấy. Đấy, mình có thể chọn rất nhiều, các bạn hãy chọn,
nó đến 458 liền. Thì mình có thể chọn cơ bản mình sử dụng ở trong này cũng đã quá nhiều rồi, còn mình có thể thêm được. Đấy, mình apply, mình ok. Mình có thể add được style bên ngoài, nhưng mà style bên ngoài nó sẽ rất chuyên nghiệp, vì vậy các bạn cần học cái cơ bản xong thì mình sẽ làm thêm cái đấy. Sau này khi hướng dẫn xong, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách add style, tải style và làm các style mới đẹp hơn rất nhiều cho những style cơ bản của Photoshop này. Đấy, các bạn chú ý vào những cái mục để chỉnh sửa cho mình ở bên này. Có slider setting này, gồm các mục như mình có thể cài thời gian cho transition này, mình cài slider style này, bao nhiêu giây này, rồi transition thoát là bao nhiêu giây này, tất cả mặc định của nó là 3 giây, mình cũng để mặc định này. Đấy, mình chú ý đến những cái đấy thôi. Slider style này, quay lại bảng style để mình chọn cái kiểu style này. Slider soon này, nghĩa là mình sẽ chọn nhạc này bằng cách mình ghi âm này, hoặc mình brow có nghĩa là mình sẽ lấy một đoạn nhạc ở trong thiết bị của mình ra này. Color background này, mình sẽ vào đây để mình thay đổi màu background này, hoặc là mình có thể dùng image để mình làm background cho cái slider này cho nó khác biệt đi. Đấy, tiếp tục đến đây là caption này, có thể là mô tả này. Thực ra cái này nó không cần lắm, sau này mình sẽ thêm text sau cho những đoạn text. Và cái phần layer này nó sẽ gồm những cái gì, chẳng hạn những style này nó chỉ có hai cái slider chạy cơ bản thôi, thì các bạn có thể thấy con mắt này là bạn sẽ tắt nó đi. Đấy, bạn sẽ thấy nó sẽ mất đi một style, bạn mở nó lại. Thực ra thì mình nên để mặc định, còn thì mình có thể edit thêm vào cái phần background này cho nó đẹp thôi. Đấy, các bạn chú ý cho mình những phần như vậy thôi. Sau khi xong các bạn cứ apply ok và ok, style sẽ được áp dụng. Và phần transition này mình cũng kích đúp vào để mình tải thôi. Mình sẽ chọn vào những cái slider mà mình cái transition mà mình muốn. Đấy, có rất nhiều và rất đẹp, các bạn sẽ chọn vào chẳng hạn như motion 3D này, mình chọn một kiểu này đi. Sau đó mình cũng apply thôi. Đấy, đấy, về cơ bản bây giờ mình đã có được ba slider slide show và 3 transition với số lượng là 18 giây rồi. Các bạn cân đối nhé, mình sẽ làm sao nó phù hợp video của mình nhất. Bây giờ mình kéo lại, mình chạy thử này. Đấy, các bạn thấy chuyển cảnh rất đẹp. Đấy, hiệu ứng chuyển cảnh, hiệu ứng trong hình ảnh. Đấy, các bạn thấy từ những bức cảnh đơn giản mình đã có thể có nha, những video nó khá là đẹp mắt thế này, đúng không? Thì các bạn cứ như vậy, các bạn áp dụng đến khi nào nó đủ thời gian mà mình làm cho video của mình, 1 phút, 2 phút, 3 phút, 5 phút, nó là tùy lượng và thời lượng của bạn và đoạn nhạc bạn cần gắn vào. Có nghĩa là nội dung của bạn sẽ làm như thế nào thì bạn sẽ áp dụng vào. Bạn cũng có thể làm theo cảm hứng của mình, ví dụ như các bạn cứ đưa ảnh vào, sau đấy các bạn tạo các slider cho thật đẹp, các bạn ưng ý, sau đấy các bạn sẽ chèn nhạc vào sau. Cái đoạn nhạc đấy các bạn có thể cắt để cho nó phù hợp lại với cái video của mình cũng được, mình cắt ở bên ngoài hoặc là mình sử dụng, mình edit lại đoạn nhạc cũng được. Thì những cái video và hiệu ứng về nhạc, về text, về chữ và về các thứ mình sẽ hướng dẫn từng bài của các bạn. Về cơ bản trong bài tiếp theo này mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách thêm các slide, các là slide style và các transition cho các hình ảnh để tạo một video cơ bản đẹp mắt. Hẹn gặp lại các bạn vào các video sau.